Sau một thời gian bán hàng qua kênh mạng xã hội Facebook, chị Trần Thị Sa ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau quyết định chuyển sang livestream, phát trực tiếp để bán hàng trên TikTok vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Chút thay đổi này không ngờ được đông đảo người dùng ủng hộ và mỗi ngày có hàng trăm đơn hàng được chốt, mang về doanh thu hàng chục triệu đồng. Nữ nông dân này còn làm thêm các clip chế biến bắt tôm cá bà khía để quảng bá kênh bán hàng của mình. Chị Sa cho biết công việc livestream cũng khá vất vả, nhưng cắn nhất là chiều cười đặt hàng cho vui rồi không giận. Nhưng đổi lại là rất nhiều lợi ích, góp phần đưa nông sản quê nhà vươn xa hơn. Thì trước đây hợp tác xã cũng đã kinh doanh qua nhiều cái nền tảng khác nhau, cộng với cái nền tảng TikTok thấy là cái nền tảng này rất là hay. Còn mà khi mình đưa lên cái sàn thương mại điện tử là từ cái quy cách tem truy xuất nguồn gốc, hàng nhìn vô là họ sẽ hiểu rõ về sản phẩm gần gũi nhất và thân thiện nhất hơn là mình sẽ đưa qua những cái hình ảnh mà trơn tru thôi ở trên mạng thôi. Và khi mà cái thuận lợi cho cái nhà bán hàng cũng như là như anh bill ra thì mình không cần phải gọi trực tiếp. Còn anh Huỳnh Thanh Sang, cơ sở sản xuất cá khô Út Phấn cũng như hơn 130 hộ làm nghề cá khô ở cửa biển thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Chỉ khác một điều là cách bán hàng đầy táo bạo. Anh Sang đầu tư hẳn một bộ thiết bị để livestream, phát trực tiếp các sản phẩm khô của cơ sở mình cho khách hàng khắp cả nước biết đến. Công nghệ hiện đại như bây giờ thì xưởng em có sử dụng kênh YouTube, TikTok và Facebook. Facebook thì xưởng em tận dụng fanpage để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, thì xưởng em có thể hỗ trợ truyền thông bằng cách là quảng cáo. Hầu như là tất cả các tỉnh, đặc biệt là trong miền Nam thì xưởng em đã có nhà phân phối hết. Năm nay, anh Trần Quốc Trùy ở thành phố Cà Mau đầu tư trồng hơn 4.000 gốc dưa hấu. Trừ các chi phí, anh thu lời hơn 50 triệu đồng. Nông dân này cho biết nhờ chụp hình và livestream đăng các sản phẩm lên mạng nên hàng hóa không bị ứ động. Mạng xã hội, công nghệ thông tin đang được những người nông dân thời 4.0 tận dụng tối đa để tạo thêm đầu ra cho sản phẩm của mình.